là các bạn, và bây giờ là mình đang đợi để mình học yoga ha. Thì hôm nay em đi trễ xíu hả các bạn. Thì đây là cái lớp cuối của buổi tối nè, 6:45 tới 7:45. Đây là một lớp cuối ha. Thì bây giờ nói chung là người ta cũng có ít người tập á, tại vì lớp này lớp cuối á, rồi người ta tập thường người ta tập sẽ vào buổi sáng lúc 9 giờ, rồi buổi chiều lúc 5:30 6:00 đó. Khoảng thời gian đó thì người ta tập rất là nhiều ha, cho nên bây giờ mình đi nó hơi trễ một xíu, nhưng mà ok để đi tập ít người cho nó thoải mái ha. Tập người ít người cho nó thoải mái đây đó. Cái phòng này các bạn rất là lớn ha. Mọi người ta mới tập xong lớp xong, bây giờ ta về ha. Mình bây giờ mới tập đây, bây giờ mới soạn tập. Chụp hình mà chụp không được nữa. Rồi buổi tối nè. Thì mỗi một cái lớp người ra xong rồi có cái cô đó, cái cô có cam á đó, lau sàn. Nhưng mà những cái tấm thảm này á, thì sẽ là chung á các bạn. Thì thấy cô đó cũng có lau, y như là người ta tập xong mồ hôi đổ đó, cái đầu lau nè, lau trên tấm thảm lấy cái khăn ướt lau. Nhưng mà mình nghĩ chắc cũng không có sạch lắm, nhưng mà thì nếu ai mà người ta có tấm thảm riêng á, người ta có thể đem tấm thảm người ta theo. Còn nếu không có thì bắt buộc phải tập cái tấm thảm này thôi. Thì nói chung như vậy cũng được. Ngủ á, hôm nay không có ngủ trưa cho nên là bây giờ cảm thấy hơi buồn ngủ một xíu đó. Nhưng mà thôi, học yoga chút nữa là nó tỉnh liền đó, học yoga xíu rồi nó tỉnh. Tay đẹp. Khoe móng tay xíu ha. Ok, và bây giờ mình ngồi đợi xíu rồi chút nữa mình sẽ tập liền ha. Ok, see you later các bạn nha.